Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Động thổ tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô tại tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hưng Yên đạt nhiều kết quả đột phá trong chuyển đổi cây trồng. Sông Châu ở Hà Nam lại ô nhiễm nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho hàng trăm hộ nuôi cá trên sông Châu. Hưng Yên thu giữ 720 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu. Và bây giờ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 9 tại thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô của công ty cổ phần tập đoàn Thành Công. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Tại lễ động thổ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, để thực hiện chiến lược đưa Việt Nam trở thành nước cơ bản công nghiệp theo hướng hiện đại, phải đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp then chốt. Trong đó có công nghiệp ô tô. Mục tiêu của chính phủ là phải có ô tô thương hiệu Việt Nam và phải có ô tô sản xuất tại Việt Nam có chất lượng, đẹp, thuyết phục được người tiêu dùng Việt Nam sử dụng. Vì vậy, chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển các mẫu ô tô Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa cao. Phó Thủ tướng ghi nhận biểu dương nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công ty cổ phần tập đoàn Thành Công và các đối tác trong việc tích cực chuẩn bị để sớm tổ chức lễ động thổ tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng. Ngày 22 tháng 9 tại thành phố Bắc Ninh đã diễn ra lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Quốc tế tỉnh Bắc Ninh và trụ sở các ban đảng tỉnh Bắc Ninh. Đây là hai công trình cấp tỉnh được tỉnh Bắc Ninh chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Công viên Hữu nghị Quốc tế tỉnh Bắc Ninh được xây dựng từ năm 2018 với tổng mức vốn đầu tư trên 53 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2,3 hectare, không chỉ là công trình phục vụ nhu cầu hưởng thụ của người dân, mà là công trình thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp, sự hợp tác của Bắc Ninh và các quốc gia vùng lãnh thổ. Công trình các ban đảng tỉnh Bắc Ninh được xây dựng trên diện tích hơn 9.000 m2 từ năm 2019 với tổng mức kinh phí hơn 87 tỷ đồng. Công trình đi vào sử dụng đáp ứng điều kiện làm việc tốt nhất cho các ban đảng tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu trung tâm hành chính tỉnh. Ngày 22 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ 5. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, các đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và 396 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 triệu đồng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiện đã có 9 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Các doanh nghiệp khoa học công nghệ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dược, vật tư y tế, hóa mỹ phẩm, tiêu biểu là công ty trách nhiệm hữu hạn dược Hanvet, công ty cổ phần Chapaco Hưng Yên, công ty cổ phần Hoa Lan. Đây là những đơn vị tích cực trong việc đổi mới và ứng dụng các tiến bộ khoa học tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Theo quy định, một đơn vị được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ phải có sản phẩm nghiên cứu hoặc chuyển giao khoa học công nghệ, doanh thu từ khoa học công nghệ phải đạt tối thiểu 30% tổng doanh thu. Khi đã trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, công ty sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu và miễn 50% thuế trong 9 năm sau. Cùng với đó là các hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Từ nhiều năm nay, mỗi năm nước sông Châu của tỉnh Hà Nam phải đón từ 4 đến 5 đợt nước ô nhiễm nghiêm trọng từ thượng nguồn sông Nhuệ. Những ngày qua, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn, gây thiệt hại lớn cho hàng trăm hộ nuôi cá trên sông Châu. Gia đình ông Nguyễn Văn Luận ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đầu tư cả 100 triệu đồng để vây lưới, mua con giống và thức ăn về nuôi cá trên sông Châu. Nhưng bao nhiêu tiền của và công sức cả năm chưa thu được đồng nào thì nước sông Châu ô nhiễm. Hơn 7 tấn cá của ông chết nổi trắng lồng.
vớt ra sông đổ đi mấy ngày hôm nay rồi. Đêm ngày tiền thì đầu tư vào bao nhiêu thì giờ đổ ra hết ngoài sông. Chẳng kêu ai được, chẳng nói ai được. Dân thì thôi cũng phải đành chịu thôi. Bỏ bao tiền của ra thì thôi kêu ai giờ. Cùng với gia đình ông Luận, đợt ô nhiễm nghiêm trọng này đã khiến hàng trăm hộ dân nuôi cá trên sông Châu thuộc các xã Tiên Phong, Tiên Hải, Tiên Sơn của thị xã Duy Tiên và xã Đinh Xá của thành phố Phủ Lý bị thiệt hại nặng nề. Làm nào thì môi trường nó phải đỡ độc hại này, dân tôi còn chăn nuôi được, còn kiếm được đồng ra. Và tôi 70 tuổi rồi nhưng mà tôi phải lăn lưng đi làm và tự nhìn nhờ cá tôi nó chết, tôi xót xa lắm. Các đợt ô nhiễm trên sông Châu đã xảy ra và lặp đi lặp lại nhiều năm nay. Người dân Hà Nam rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt, sức khỏe và an toàn sản xuất cho người dân hai bên sông. Năm học 2020-2021 do dịch bệnh COVID-19 đã triển khai muộn hơn so với những năm học trước. Với chương trình vốn có phần nặng sàn trải lại trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Vì thế, để giúp học sinh và giáo viên giảm bớt đi áp lực trong năm học này lại phù hợp với tình hình dịch bệnh, nên Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiếp tục giảm tải 10 môn học bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Với những học sinh lớp 9 và 12, áp lực kỳ thi cuối cấp rất quan trọng, khiến các em không khỏi lo lắng, nên việc 10 môn học được giảm tải, các em như giảm bớt được gánh nặng. Giảm tải được một số môn học nên con cũng thấy đỡ áp lực hơn phần nào ạ. Giúp bọn em tập trung được nhiều hơn vào những môn trọng điểm, những môn mà mình cần thiết để thi đại học. Không chỉ với học sinh, mà việc giảm tải các môn học ở thời điểm này cũng là mong mỏi của đa phần giáo viên. Ngoài những phần kiến thức quá khó, thì kết cấu của bài học cũng được thay đổi theo hướng tích hợp lý thuyết với thực hành, giảm tối đa phần kiến thức trùng lặp ở các môn với nhau. Một số những cái ví dụ cụ thể thì đang được giảm tải và sát những cái phần chứng minh trước đây phải làm rất là nhiều, mất nhiều thời gian và học sinh rất là lúng túng trong cái việc hiểu ra những cái phần chứng minh đó. Thì bây giờ học sinh chỉ cần nắm được nội dung của các định lý và áp dụng trong quá trình làm bài tập. Bài 13 về Atlas của con thì gắn cùng với lại bài 6, bài 7. Nó gắn liền với nhau giữa thực hành với lý thuyết như thế thì nó sẽ có những cái đảm bảo hơn về cái kiến thức thực hành của các con. Thì mình cảm thấy là cái bố cục về chủ đề trong môn địa là nó ổn hơn. Tuy nhiên, vẫn có môn học là môn thi bắt buộc ở cả bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông thì không được giảm tải hoặc giảm không quy định cụ thể. Điều này khiến giáo viên lúng túng và phải tự linh động cắt giảm để học sinh không bị quá tải. Thì chúng cũng rất là muốn là có một cái nội dung chỉ đạo, có cái sự tinh giản từ Bộ Giáo dục, tức là một cách chính thức để chúng tôi có thể là tập trung hơn vào những nội dung nó là trọng tâm của bài thi để các em có thêm nhiều thời gian để ôn luyện các cái kiến thức cho bài thi để có được cái kết quả như mong muốn, để đạt được, để nâng cao lên được cái kết quả môn tiếng Anh. Theo khẳng định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì những phần tinh giản sẽ không nằm trong nội dung kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, để học sinh không bị hỏng kiến thức ở những phần tinh giản, thì các trường vẫn khuyến khích học sinh đọc và tự học những phần này. Thời gian qua, các hoạt động khai thác vận chuyển với tần suất lớn đã làm nhiều tuyến đường giao thông tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang liên tục bị cày phá và xuống cấp. Chưa hết, trong quá trình vận chuyển, các xe tải trọng lớn cũng thường xuyên làm đất vương vãi, khiến đường xá luôn ở trong tình trạng bụi bặm mịt mù, ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng. Ghi nhận tại hai xã Bắc Lũng và Vũ Xá của huyện Lục Nam. Đây là tuyến đường bê tông tại xã Vũ Xá, mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020. Thế nhưng, từ nhiều tháng nay, tuyến đường này cũng không khác là mấy, con đường đất. Đất từ những chiếc xe tải trọng lớn chạy rầm rập chút thẳng xuống nền đường. Đất cuộn theo từng đoàn xe biến thành bụi, gây mất tầm nhìn và tác động trực tiếp đến môi trường sống của người dân địa phương. Cháu nhà tôi, đứa lớn nhất là học lớp 4, nhưng mà độc đi phải đi ô tô. Đấy, phải đi ô tô, phải thuê ô tô, dân ở đây độc phải thuê ô tô chứ không dám cho đi xe đạp. Thế mà hôm nào cái chú ô tô mà chú phải bận, một là sửa xe, hai ấy thì cho chúng nó đi học, phải bố phải lại phải đưa đi. Đoạn đường tại đây cũng là điểm nhộn nhịp nhất nhì của các hoạt động vận chuyển mua bán đất từ huyện Lục Nam đi các tỉnh tiêu thụ. Có lẽ vì bài toán kinh tế vận chuyển nhiều và nhanh nên các xe vua tải trọng cứ vô tư cơi nới thành thùng, che đậy qua loa và lao rầm rập với tốc độ cao trên đường dân sinh. Hệ quả là nhiều
nhiều đoạn đường giao thông từ xã Vũ Xá sang xã Bắc Lũng và ngược lại đã bị cày nát. Nó tránh nhau chở hỏng hết ra cầu ngõ kìa. Xe 40-50 khối này chở đầy hết. Đấy anh nhìn này, tinh xe cơi loại cao tầng này. Quá khổ chứ. Bây giờ chúng tôi thấp bé kêu ai được. Còn tại thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, nơi có mỏ đất đang khai thác, người dân cũng đang phải lãnh đủ những hệ lụy như đường xá sình lầy, ngập nước, giao thông đi lại vô cùng bất tiện. Và sau mỗi trận mưa thì công việc thường thấy của những người dân nơi đây là sửa đường. Đang làm thì mưa to nó tràn xuống, nó chưa múc xong. Bình thường nó chảy dàn, nhưng bây giờ mỗi nhà mình trũng là nó tràn xuống, cả tiếng hồ không xong. Được biết, các hoạt động khai thác đất tại đây là của công ty An Phát. Trước đó, khi xin cấp phép, đơn vị này đã ký cam kết không vận chuyển đất bằng xe cơi nới thành thùng, không bốc xúc chở hàng vượt quá tải trọng. Tuy nhiên, cam kết chỉ là trên giấy, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đáng chú ý, theo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam, thì hiện nay công ty này vẫn chưa được phép tiến hành khai thác. Công ty An Phát là cũng vẫn còn thiếu một số trình tự thủ tục hồ sơ. Thế vừa rồi thì các cơ quan cũng báo cáo là có hiện tượng là khai thác trở lại, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an và phòng tài nguyên và ủy ban xã Bắc Lũng là kiểm tra và ngăn chặn sẽ dừng khai thác khi nào mà hoàn thiện đầy đủ hồ sơ mới được tiến hành khai thác trở lại. Nhưng đây là những gì đã diễn ra tại mỏ đất của đơn vị An Phát sau buổi làm việc giữa phóng viên và đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam. Không chỉ vậy, tại nhiều thời điểm ghi hình, nhóm phóng viên cũng nhận thấy sự vắng bóng của các lực lượng chức năng đi kiểm tra, giám sát các phương tiện vận chuyển đất có dấu hiệu chở quá tải và đang làm hư hỏng nhiều đoạn đường trên địa bàn. Theo Tổng cục Hải quan, trong số hơn 30 thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ, thì Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan vẫn là các thị trường đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm gần 45% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Xuất khẩu gốm sứ sang thị trường Mỹ luôn dẫn đầu với kim ngạch, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, đạt 61,33 triệu đô, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai về kim ngạch xuất khẩu gốm sứ, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng gốm sứ của cả nước. Nhìn chung, xuất khẩu gốm sứ 7 tháng đầu năm có biến động trái chiều. Tại một số thị trường trong đó có Argentina, Canada, Hồng Kông, mức sụt giảm trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nước tăng mạnh về kim ngạch như Thụy Điển, Trung Quốc và Đan Mạch. Trong 10 năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên đã tập trung dồn thửa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả góp phần nâng cao giá trị canh tác trung bình toàn tỉnh lên 210 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Giai đoạn 2017-2020, các huyện, thị xã, thành phố chuyển đổi cơ cấu cây trồng được trên 8.600 ha, nâng tổng số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng của toàn tỉnh đạt trên 16.400 ha. Trong đó, nhiều địa phương đã thực hiện chuyển đổi vượt so với kế hoạch như Văn Giang, Kim Động, Tiên Lữ, Khoái Châu. Qua đánh giá thực tế, nhìn chung, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã phát huy được các lợi thế của tỉnh về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với trình độ sản xuất thâm canh của nông dân trong tỉnh. Qua đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước đây, góp phần lớn trong việc nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác từ trên 173 triệu đồng 1 hectare năm 2017 lên khoảng 210 triệu đồng 1 hectare một năm ở năm 2020. Đến nay thì cũng cử đã chuyển đổi gần 4.700 hectare, hình thành được 24 vùng sản xuất tập trung, trong đó tập trung nhiều vào các loại cây trồng, cây trồng có cái giá trị chủ lực của huyện. Từ cái hiệu quả công tác chuyển đổi đã góp phần nâng cao cái thu nhập trên một đơn vị chuyển đổi là trên 200 triệu một năm. Trong 5 năm qua thì đưa cái thu nhập từ cái việc chuyển đổi so với đất lúa trồng cây lúa là từ 1,5 đến 5 lần. Thì cái diện tích hiện nay huyện đã chuyển đổi được khoảng 1.500 hectare, chủ yếu là các cây ăn quả như là cây cam ở Đồng Thanh, cây chuối thì ở Đức Hợp với Hùng An, thế còn ở Thanh Long ở Vĩnh Xá, hoa cây cảnh thì ở Chính Nghĩa. Một số xã phía bắc của huyện Phù Cừ và xã Đa Lộc huyện Ân Thi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng vải trứng Hưng Yên cho thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng một hectare một năm.
mô hình chuyển sang nuôi trồng thủy sản kết hợp nuôi thả thủy cầm ở huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Văn Lâm, Mỹ Hảo cho thu nhập 150 đến 200 triệu đồng một hecta. Đến hết năm 2020, diện tích trồng trọt được chứng nhận Việt Gáp đạt trên 1.800 hecta. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, diện tích chuyển đổi trên 4.700 ha. Với những diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp và trồng cây hàng năm ở ngoài bãi sông Hồng, sông Luộc, trong đó trọng tâm chuyển đổi gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như cam, quýt, vải, bưởi, hoa kỳ cảnh, dược liệu. Chúng tôi đang thực hiện hai cái đề án. Thứ nhất là cái đề án về hoa, cây ăn quả và cây cảnh. Cái thứ đề án thứ hai là đề án về thủy sản, thì hiện nay là chúng tôi đang triển khai ở các cái huyện mà có khả năng về cái việc chuyển đổi đó. Ví dụ như là những cái vùng mà trũng thấp mà khó khăn cho cái việc tiêu thoát nước thì cái việc chuyển đổi đối với thủy sản là rất là cần thiết. Còn những cái vùng mà khó khăn về nước tức là cao thì chúng tôi lại tập trung cho cái việc chuyển đổi từ cây lúa sang các cái cây ăn quả. Với điều kiện tự nhiên, khí hậu có nhiều thuận lợi, các huyện, thị xã, thành phố có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn và sự quan tâm của tỉnh, các ngành, các địa phương. Trong những năm tới, nhiều diện tích canh tác kém hiệu quả sẽ được chuyển đổi, góp phần nâng cao đời sống người dân. Thời gian vừa qua, mặc dù tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng khâu khảo sát, tư vấn thiết kế nhằm nâng cao các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều công trình xây dựng cơ bản có chất lượng khảo sát, tư vấn thiết kế yếu kém, gây khó khăn cho các nhà thầu thi công công trình và làm thất thoát một phần không nhỏ vốn xây dựng cơ bản của nhà nước. Một trong những ví dụ điển hình của các công trình được khảo sát, tư vấn thiết kế yếu kém là nhà đa năng trường trung học cơ sở Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn đang trong giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối cùng. Theo kế hoạch, dự án này đáng lẽ đã phải hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Song do việc cẩu thả trong khâu khảo sát thiết kế khiến nhà thầu không thể hoàn thành đúng tiến độ và phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần. Hiện tượng sai sót trong tư vấn thiết kế như trên không chỉ diễn ra trên địa bàn huyện Ngân Sơn mà theo ghi nhận của phóng viên, những sai sót tương tự đang diễn ra tại rất nhiều công trình khác trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Trong khi đó, tư vấn thiết kế được coi là một khâu rất quan trọng trong xây dựng công trình. Lý giải về tình trạng này, ngành xây dựng tỉnh Bắc Cạn đã đưa ra một số nhận định. Có đến 80% chất lượng hồ sơ của các cái chủ đầu tư khi trình là đều phải hoàn thiện lại. Thậm chí có những hồ sơ chúng tôi đến trong đó có khoảng đến 30% là phải thiết kế lại. Cái nguyên nhân cơ bản nhất đó là cái năng lực của các đơn vị tư vấn hiện nay. Để khắc phục, Sở Xây dựng tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành một số đề án quản lý đầu tư xây dựng, trong đó nhấn mạnh về bước chuẩn bị đầu tư và bước lập dự án, vì trong những khâu này quyết định quy mô và hiệu quả đầu tư. Qua đó kiến nghị với các chủ đầu tư cần phải thẩm định nội bộ trước khi chỉnh cơ quan chuyên môn để hạn chế sai sót, lựa chọn đơn vị tư vấn phải bắt buộc có chứng chỉ năng lực và phải kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu. Đối với những nhà thầu mà thiết kế mà không đảm bảo những cái chất lượng thì cũng phải xử lý, đó là phải là chấm dứt hợp đồng và cũng phải kiến nghị là với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thì là phải thường xuyên kiểm tra cái năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, nếu không đảm bảo thì sẽ là tước cái gọi là cái giấy phép hoạt động xây dựng. Một vấn đề đặt ra nữa là mặc dù các công trình tư vấn có nhiều thiết kế sai, tuy nhiên lỗi không nhỏ cũng thuộc về các cơ quan chức năng đã thẩm định và phê duyệt các bản vẽ đó. Nếu cơ quan chức năng làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ không để lọt những bản vẽ có nhiều sai sót như vậy trong thời gian vừa qua. Vì vậy, bên cạnh việc thắt chặt quy định kiểm duyệt cũng rất cần nêu rõ trách nhiệm và xử lý các sai sót của các bên liên quan. Thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung Thu, mới đây Đội Quản lý Thị trường số 5 Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi Như Việt ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đang bày bán kinh doanh 720 đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại do nước ngoài sản xuất, gồm các đồ chơi, câu cá, ô tô bằng nhựa, mặt nạ bằng nhựa, búp bê bằng nhựa. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số đồ chơi trên. Đội Quản lý Thị trường số 5 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.